Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư khang trang, nhiều giá trị văn hóa được lưu giữ, phát huy. Một miền quê hiện đại, văn minh đã và đang được người dân thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh dệt nên từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Đi lên từ một vùng đất nghèo khó nhưng bằng tinh thần đoàn kết, sau khi đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ và nhân dân Phú Minh tiếp tục đồng sức, đồng lòng, nâng cấp, nâng tầm từng tiêu chí theo hướng khu dân cư văn minh. Đường làng ngõ xóm có số có tên, môi trường cảnh quan sáng xanh sạch đẹp là ấn tượng rõ nhất khi đến với thôn Phú Minh, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh. Đây là kết quả sau nhiều năm miệt mài xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc của cấp ủy, ban cán sự và toàn thể nhân dân thôn Phú Minh để xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, 100% đường trục thôn đều được bê tông hóa, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hiện đại. Đường ngõ thông thoáng, sạch đẹp. Trong thôn tính mình là có nhiều là nhà như vậy là thực hiện là gọi là ngôi nhà nắm sạch. Đường ngang lối dọc đều có mã như vậy là đường là ngõ xóm có biển số. Nông thôn thì càng ngày hiện đại và thông minh mà càng ngày càng phát triển. Sáng tạo trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu Phú Minh không chỉ ở những con đường ngõ xóm có tên, mà hiện nay tất cả các vườn hộ vườn mẫu trên địa bàn đều được gắn mã QR, định vị vị trí của hộ, cập nhật các thông tin cơ bản về nhà ở vườn hộ, kết nối trực tiếp đến thôn xã, tạo điều kiện cho người dân trong tiêu thụ sản phẩm từ vườn. Kinh tế gia đình thì nói chung là cùng đưa kinh tế nâng cao. Có mã QR code này thì mọi người đến mua ủi của gia đình chúng tôi là rất là yên tâm. Qua cái hệ thống này thì họ sẽ biết được cái quy trình sản xuất của gia đình. Để tạo nét văn minh hiện đại, năm 2021, sau khi đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Phú Minh tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng khu dân cư thông minh, bắt đầu áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình điều hành hoạt động của thôn xóm, hệ thống camera an ninh được phủ kín các tuyến đường và người dân được sử dụng và tiếp cận nhiều công nghệ số. Xây dựng thôn thông minh, hiện nay thôn đang tập trung xây dựng tất cả các cái lĩnh vực, đặc biệt là trong thời gian vừa qua là chúng tôi kích hoạt cả cái tài khoản của bà con nhân dân về thanh quyết toán các khoản đóng đầu, mọi chế độ sinh hoạt và thông báo của thôn thì chỉ cần qua điện thoại. Các đồng chí bí thư thôn trưởng ở đâu cũng truyền tải được các cái thông điệp, các cái văn bản về cho bà con nghe, chứ không nhất thiết là phải về tại hội trường để trực tiếp thông báo. Trong quá trình huy động nội lực thì thôn Phú Minh đã huy động rất tốt, hiện nay đang trên đà xây dựng thôn thông minh. Đây là một mô hình điểm sáng để chúng tôi tiến hành nhân rộng trên 8/8 thôn của xã Kỳ Phú. Điều đáng nói, trong quá trình xây dựng khu dân cư thông minh, thôn Phú Minh luôn coi trọng đến việc lưu giữ những nét đẹp văn hóa của làng quê. Nhiều trò chơi dân gian, nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thôn có 10 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao. Qua sinh hoạt của các câu lạc bộ đã góp phần xây dựng tình đoàn kết, trách nhiệm trong thôn xóm. Chúng tôi là cái công tác mà tập dưỡng sinh là duy trì thường xuyên để bảo vệ cái sức khỏe cho người cao tuổi và để phục vụ cho bà con nhân dân trong những cái ngày lễ hội. Những kết quả bước đầu trong xây dựng khu dân cư thông minh ở thôn Phú Minh là thành quả đáng tự hào, nhưng với cán bộ và nhân dân nơi đây, xây dựng nông thôn mới vẫn là một quá trình không ngừng nghỉ. Để tiếp tục nâng cấp, nâng tầm các tiêu chí, đưa làng quê ngày càng thông minh hiện đại, người dân được hưởng thụ những giá trị văn minh.